mưa, mưa mưa nên là phải nhờ anh hàng xóm anh ấy chở đi chứ cũng ướt mất hàng. Đường này là đường Mỹ Phước Tân Vạn, rẽ vào đường này là rẽ vào đường NG12. Ôi giời, mưa chỗ này thì không mưa. Đấy, ở nhà thì mưa, sang đây thì lại không mưa. NG12, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thái Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngồi đây quay chắc zoom hình, quay vào cái điện thoại này zoom hình. Đèn màu. Em ơi, tôi lên đường phố cũ mà tìm em chiều hẹn hò. Ở đường, ôi giả người. Ở đường ở khu công nghiệp này nó có những cái gồ, ôi. Em ơi, lâu đài tình ái đó. Đấy, lâu đài. Phía trên kia mưa. Không hiểu, phía trên có rừng mơ. Phía trước có rừng mơ, phía trên kia mưa, đường ướt đường. Đường này là đường DG5. DG5. Đây lại có rừng cây. Ra đây là đường Vành Đai 4. Xanh đèn đỏ bên trên là Mỹ Phước Tân Vạn với Vành Đai 4. Đường đang đi là đường Vành Đai 4. Nhưng mà cứ đi thẳng đây là ra quốc lộ 14. Nhưng mà có một đoạn đường đất.